Hello, chào các bạn, mình là Zero Nine. Thôi đùa xíu thôi, thì chào anh mọi người đã quay lại với channel của mình ha. Thì hôm nay nhân cái dịp mình có đến cái tiệm sửa xe của ông anh mình chơi á, thì mình phát hiện ra ảnh vừa mới độ xong một chiếc Grand Pha. Thì chiếc này có điểm gì đặc biệt thì mình sẽ làm cái vlog dưới đây mình gửi đến các bạn xem tham khảo ha. Rồi thì trong cái quá trình mình review thì mình chỉ có thể giới thiệu về những cái chuyên môn mà mình biết thôi, còn những cái mà mình chưa biết có thể mình nói sai sót thì mong các anh em bỏ qua, có gì cứ góp ý với comment ha. Rồi mời anh em xem vlog ạ. Rồi chào các bạn ha, thì đây là em nó đây. Em nó là các bạn nhìn hình thức thì nó chỉ là một chiếc quay lớn thôi, quay Alpha, nhưng mà cái điểm đặc biệt của chiếc xe này ở đây là các bạn thấy không, nó xe có dán tem FI ha. Thực chất là không phải cái tem này không đâu, trong chiếc xe thì hiện tại là chủ xe đã được nâng cấp lên cái hệ thống phun sàn điện tử PGM FI của Honda mình ha. Thì đây là chiếc xe 110 bình thường, xe máy zin hết toàn bộ, nhưng mà anh chủ sửa xe anh đã thay đổi từ bộ chế hòa khí của động cơ thành là bộ cảm biến phun sàn điện tử ha. Thì hệ thống này nó gồm các cảm biến lắp đặt trên các đầu lòng xe, cũng như là có một cái ECU để dành xử lý cái tín hiệu mà của bếp phun kim xăng hỏng gió. Rồi khi mà nó điều chỉnh cái theo cảm biến tay ga thì cái lượng tay ga của mình bao nhiêu á, thì nó sẽ đáp ứng được cái lượng xăng gió tỷ lệ thích hợp đặng cho mình tăng tốc được ha. Cũng như là cái hệ thống này nó do cái ECU nó tính toán nên nó sẽ có cái thuật toán, nó biết được cái lượng nhiên liệu cung cấp vào cái động cơ là lúc đó bao nhiêu, gây giúp cho mình là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với sử dụng bộ chế hòa khí ha các bạn. Thì đây đây là cảm biến, đây là cảm biến thứ nhất là cảm biến ống xả nè. Cảm biến này sẽ cảm biến được cái lượng mà tỷ lệ hòa khí sau khi sau quá trình nổ nén thì nó sẽ là bao nhiêu, đặng cho mình điều chỉnh nó thích hợp hơn cái lượng mà chế hòa khí ha. Rồi đây là phần hỏng gió nè. Hỏng gió thì nó bao gồm là bếp phun với hỏng gió với bếp phun. Thì bếp phun này chắc anh này đang sử dụng cái bộ này là của Honda Way Y125 nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan vậy nha các bạn. Rồi để mình cho các bạn xem bên này tiếp tục. Đây, đây là một cái cảm biến khác nữa. Cảm biến này là cảm biến gì mình quên mẹ nó rồi. Thì đây có cái cảm biến cảm đây là cái cảm biến của hỏng gió nè. Thì khi cảm biến của tay ga, khi các bạn lên ga thì cái cảm biến nó sẽ cho biết được cái tỷ lệ mà xăng gió mà các bạn đang cần á, thì lúc đó nó sẽ cung cấp đủ và đúng cái lượng xăng gió thích hợp để cho xe mình hoạt động cách chân chung và tốt nhất ha. Rồi để mình tìm cái ECU đi. Cái ECU ảnh bỏ đâu mất tiêu rồi, chắc ảnh giấu vào trong bẩn rồi. Thì để mình cho các bạn nghe cái tiếng của hệ thống chết của ECU nha. Ây da. Đó. Nè các bạn nghe lại nè. Đó là của cái bơm xăng nó bơm lên nè, nó bơm từ cái bình xăng lớn nó bơm vào hỏng gió với bếp phun ha. Rồi, đây. Rồi cái này mình đã hỏi là anh chủ xe thì cái này là cảm biến nhiệt độ của động cơ ha các bạn. Thì tùy thuộc vào nhiệt độ động cơ mà cái ECU nó xử lý, nó cái tín hiệu của cảm biến này nó đưa về ECU nó xử lý để nó biết được cái lượng xăng gió mà nó phù hợp để nó đưa vào trong cái hệ thống bếp phun của mình ha. Rồi đây là phần bình xăng này các bạn thấy không, bình xăng này là bình xăng có cái bơm xăng trên đây luôn. Thì khi mình bật cái động cơ lên nè thì nó sẽ nghe cái tiếng bơm xăng ha. Lại mình xíu thôi, mình ghi động cơ đó. Đây là tiếng bơm xăng của động cơ này ha các bạn. Hay là bình này là bình xăng của Way 125i Thái Lan ha. Thì ảnh mua về ảnh chế nguyên cọng này vào ha. Rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn xem nha. Rồi như do là ảnh chưa có kinh tế kinh phí để thay cái đồng hồ phun xăng điện tử nên ảnh vẫn sử dụng lại cái đồng hồ cơ của mình nha. Thì nguyên tắc của động cơ phun xăng điện tử thì trước khi các bạn sử dụng các bạn mở lên phải cho nó chết cái lỗi trên cái động cơ, cái cho ECU nó kiểm tra, cái đồng thời cho bơm xăng nó bơm một cái lượng xăng nhất định vào cái bộ bếp phun của mình ha, không thôi nó làm ảnh hưởng đến báo lỗi của FI ha các bạn. Rồi sau khi xe nó đã kiểm tra xong thì mình đề máy nè. Đây là tiếng động cơ lúc hoạt động các bạn, lên ga.
là ok các bạn, rất là êm luôn. Y như xin nè các bạn, y như xin. Thì ban đầu trước khi là nâng cấp cái hệ thống VFFI này thì chủ xe có nói là xe chỉ chạy được khoảng 50 đến 60 cây một lít thôi. Thì sau khi nâng cấp lên cái hệ thống này theo mà canh chỉnh của ảnh á, ảnh tính toán thì nó được khoảng là 70 đến 75 cây một lít nha mấy bạn. Thì điểm sửa xe này là có anh đèn FI nằm ở tại PA luôn. Điểm sửa xe đèn FI chuyên sửa tay ga phun xăng điện tử ha, số 306A-9 đường Nguyễn Gia Cừ, đối dài phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu nâng cấp thì liên hệ, đây là anh chủ sửa xe nè, đây là chiếc xe của ảnh luôn á. Rồi cảm ơn các bạn đã theo. Anh 16 tuổi anh. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình ha. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh của mình ha. Ngoài ra góc trái màn hình của các bạn có cái fanpage của mình thì các bạn cứ vào đó follow rồi inbox mình nếu mà các bạn cần cái thông tin chi tiết hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.